sản phẩm của người nông dân là thóc này, lúa này, và đi làm người nông ở ngoài vườn chúng mình nhớ chưa? À đây, chúng thầy đố cả lớp chúng mình đây là nghề gì đây? Các chú xây dựng là nghề gì chúng mình biết không? Bạn nào biết nào? Nào thầy giáo mời bạn Cường nào. Chào thưa. Nghề gì đây nhỉ? Nghề công gì? Đập phần to nữa hơn nữa.